Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thuật Máy Tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện hàn reset con máy Oppo A7X. Đây, Oppo nhé, A7X. Nó có mã là PBBT00. Đây, PBBT00 nhé. Để các bạn thực hiện hàn reset, để các bạn là khôi phục lại trạng thái rút sửa khi các bạn không vào được màn hình ấy. Chúng ta sẽ thực hiện là tắt nguồn. Rồi các bạn trượt xuống để tắt nguồn nhé. Ta sẽ thực hiện là phím giảm, giữ phím giảm âm lượng. Giảm âm lượng và phím nguồn. Hai phím, tổ hợp hai phím nhé. Giữ giảm âm lượng trước, ấn phím nguồn. Lên logo. Ta bỏ phím nguồn và vẫn giữ phím giảm âm lượng nhé. Giữ phím giảm âm lượng nhé. Rồi, bước này nó sẽ về cái chọn ngữ, ta chọn tiếng Anh này. Rồi, ta sẽ chọn vào WePay Data, cái dòng thứ 3 nhé. Rồi, cái bước này thì nó không có cái WePay Data O, nên ta sẽ chọn, nếu có thì dòng dưới ta ấn WePay Data Keep. Ok. Rồi, máy sẽ thực hiện lại. Bạn ấn OK. Chúng ta sẽ ấn vào cái reboot để cho máy khởi động lại. OK. Rồi, như vậy là rồi, như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện hàn reset bằng phím cứng con máy Oppo A7X. Con máy Oppo A7X với mã là PBBT00 thành công. Các bạn có gì thắc mắc bạn bình luận bên dưới video. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Thông cảm cho mình vì ở nhà gần đường rất là ồn. Các bạn cố gắng nghe nhé. Ok, chào các bạn.